Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại chuyên mục TV Show của kênh PVlog. Quý vị đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Sáng tạo doanh 2021. Thí sinh sáng tạo doanh 2021 gây choáng với clip độn mông không hề giả chân. Nam thần kinh thế hệ mới đây rồi. Đừng để vẻ ngoài điển trai của Mỹ Nam sáng tạo doanh 2021 đánh lừa nhé. Chàng trai Nhật Bản Riki Maru hiện đang là một trong những thí sinh được chú ý nhiều nhất tại sáng tạo doanh 2021. Ở độ tuổi 27, anh chàng cũng đã được xếp vào danh sách lão làng của mùa giải trí năm nay. Riki Maru sở hữu vẻ ngoài điển trai chuẩn nam chính trong các phim ngôn tình nên rất hút hồn phái nữ. Một số hình ảnh của anh. Tuy nhiên, nếu theo dõi một loạt các tài khoản mạng xã hội của anh chàng thì các fan ngay lập tức sẽ bị sụp đổ hình tượng bởi sự lầy lội qua mỗi tấm hình, đoạn clip mà Riki Maru đăng tải. Vừa mới ngất lịm vì bộ hình bà nút, cộng đồng mạng lại được fan tá hỏa bởi clip nhảy độn mông không hề giả chân của thí sinh này. Sáng tạo doanh 2021 toàn là bể muối thôi. Đừng để vẻ ngoài đẹp trai đó đánh lừa nữa nhé. Clip anh chàng nhảy độn mông không hề giả chân chút nào. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.